Dạ vâng em chào các bác nhé Chào mừng các bác đã đến với kênh youtube của điện thoại Dũng Kiên Có địa chỉ tại Cầu Giàng, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương Số điện thoại liên hệ là 0978 336 559 và 0971 336 559 Bên em chuyên bán buôn bán lẻ các dòng iPhone các bác nhé Đấy, Bên em ship toàn quốc các bác ạ Các bác chỉ cần đặt cọc 100 000 đồng Còn các bác nhận được máy kiểm tra máy và thanh toán nốt hộ em Còn những bác mua máy nhà em một lần rồi thì không cần cọc các bác nhé Hôm nay em lại về ba cây Samsung cho các bác nhé Đợt này em đá thảo thêm ít Samsung cho các bác này Đấy. Và thanh lý một số cây các bác nhé Có 8 phần nút này nó nấn nô kia của em vào Đẹp keng nguyên áp đây là con này con nốc các bác nhé Và thanh lý ba cây khách lên đời Để không làm mất thời gian các bác Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết từng cây Đầu tiên là cái tai nghe này em đang bán với giá là 350.000 bao ship toàn quốc tai hổ vằn các bác nhé Em đã giới thiệu sơ qua là con này sạc À quên đấy dùng liên tục từ, từ 5 đến 6 tiếng này Sạc không dây Siêu âm Đấy vừa xuyên âm đấy các bạn Vừa đàm thoại vừa nghe được chuyện bên ngoài các bác nhé Rồi, Định vị các bác để quên ở đâu thì có thể định vị đến tận nơi đấy Con này em đang khuyến mại ngày 20 tháng 10 Bán nốt trong ngày hôm nay 19 tháng 10 và ngày mai vẫn giá là 250.000 bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Giảm giá ngay 100.000 đồng cho các bác tặng vợ tặng người yêu. Giá 350.000 còn 250.000 bao ship toàn quốc các bác nhé. Để không làm mất thời gian các bác thì em sẽ vào chi tiết đây các bác này. Galaxy Note 9 này. Bản Hàn Quốc đã lên hai sim các bác nhé. Đấy, giam 6 bộ nhớ 128 gb con này là màu cà phê rất sang trọng các bác nhé Màu này rất là hiếm đấy các bạn Hầu như không có trên thị trường đâu các bác Rất hiếm màu cà phê các bác này Giá chỉ có 5 triệu đồng Đầy đủ phụ kiện bao ship toàn quốc cho các bác nhé Đấy, cây cà phê này Tất cả bao zin hết các bác nhé Riêng hàng nhà em là em bao zin này màn là không ám ố các bác nhé Không ám, không ố, không đốm đen các bác nhé Không ép kính này Giá chỉ 5 triệu đồng thì các bác nhé Con này à, pin 4000 Dùng rất là bền các bác nhé Tiếp theo đây Con Samsung à, Note 9 Con này là màu carbon À quên màu titan các bác Quên nhầm carbon nó ra rắn các bác Đấy. Màu titan các bác Màu này rất là đẹp luôn Rất sang trọng các bác nhìn này Hàng em thì cực đẹp luôn các bác này Đấy. Đây là tay nó bản thôi các bác nhé tay này màu này, này rất là rất đấy bám tay này đấy, tay nó bán này các bác này nhìn cái màn hình em vừa sờ cái nó trông kinh không đấy, giá chỉ có 5 triệu đồng các bác nhé đầy đủ phụ kiện bao ship cho các bác toàn quốc luôn các bác nhé rồi giá chỉ có 5 triệu đồng thôi em A, quay chi tiết cho các bác này đấy, màu Titan rất là đẹp luôn các bác nhé Tiếp theo là cây Samsung S20 FE Con này màu phấn hồng rất là đẹp nhé Bác nào tặng vợ ngày 20 tháng 10 là rất là ok các bác nhé Con này giam cao giam 8 bộ nhớ 128GB Con này giá tiền chỉ bằng con Note 9 thôi các bác nhé 5 triệu đồng Rồi Bác nào có nhu cầu xin liên hệ em qua hai số điện thoại 0978-336-559 và 0971 336 -559 các bác nhé Đây là cây uh, iPhone 6 các bác nhé, full chức năng mất mũn vân tay các bác nhé, giá 800 ngàn đồng các bác này Đấy. Màu vàng gold rất là đẹp, khách đến nâng đời đây, các bác uh, dùng rất là cẩn thận, rất là đẹp các bác nhé Tiếp theo là cây 6S 16GB cây này giá 1 triệu 500 ngàn đồng các bác nhé. Hai cây này em bán là không phụ kiện thì tặng ốp nâng và cường lực. Báo luôn hai cây iPhone 6 này cho các bác 800 và 1 triệu rưỡi không ốp nâng. À quên đấy không phụ kiện chỉ tặng ốp nâng và cường lực. Cây 8 phần nút này zin à, nguyên áp các bác nhé. Cây này nó phải cùng nôm với 8 phần nút quốc tế đây các bác này. Nhưng mà nóc em đã lên quốc tế rồi các bác nhé. Giá chỉ 3 triệu 500 ngàn đồng các bác này. Rẻ được 1 triệu 500 000 đồng cho các bác nhé Đã nền quốc tế full chức năng đẹp keng nguyên zin nguyên áp Giá chỉ có 3 triệu 500 000 đồng Tiếp theo là con A7 phần út 32 nóc các bác nhé Giá chỉ 2 triệu đồng thôi Đầy đủ phụ kiện Full chức năng giá chỉ có 2 triệu đồng các bác nhé Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em Em giới thiệu sơ qua một số mặt hàng bên em đang sẵn có iPhone 6s và nớt hai cây này là 128g và 64g em bán đồng giá các bác nhé giá chỉ có 3 triệu đồng thôi đồng giá đồng giá hai cây này cho các bác này 7 Plus 32g em còn rất là nhiều nhưng đây nó mà đặt có 3 cây cho các bác đủ 3 màu cho các bác à, tham khảo thôi các bác nhé giá chỉ 3 triệu 500 ngàn đồng đầy đủ phụ kiện bao ship toàn quốc riêng hàng em chỉ có đẹp keng các bác nhé không bán hàng loại 2 8 phần quốc tế đủ 3 màu các bác nhé Đẹp keng luôn này Đấy. Giá chỉ có 5 triệu đồng Đầy đủ phụ kiện bao ship toàn quốc các bác nhé iPhone 6S À quên là iPhone XS này Chồng quên nhịu mồm các bạn iPhone XS này Đấy. Đấy. Đủ màu các bác nhé Đa số màu vàng gold này Giá chỉ có 6 triệu 300 000 đồng màu vàng gold và 6 triệu đồng màu đen và màu trắng các bác nhé đầy đủ phụ kiện bao ship toàn quốc duy nhất một cây iPhone XS đây còn duy nhất một cây đây đã thay pin mới 5 triệu 500 ngàn đồng đẹp keng luôn và pin đã thay mới các bác nhé em báo luôn là pin thay mới iPhone XS Max đẹp keng màu vàng gold một có một cây hai sim vật lý các bác nhá họa lắm mới về được cây hai sim vật lý đây có một cây hai sim vật lý em báo trước nhá giá chỉ 8 triệu 800 ngàn đồng các bác nhá hai sim vật lý rất là hiếm các bạn họa khi em mới về được một cây đấy có một cây hai sim vật lý trong này đấy bác nào thích thì alo uh, ano trực tiếp cho em iPhone 11 đẹp keng pin cao 9x các bác này đầy đủ phụ kiện giá 8 triệu 500 ngàn đồng Pin rất là cao các bác nhé Zin keng luôn Duy nhất cây A11 Pro Các bác này Cây này bản Hàn Quốc các bác nhé Đấy, Hàn xẻng này các bác hay xem phim tâm lý Hàn Quốc Thì nhảy vô đây nhé Giá chỉ có 9 triệu đồng các bác này Rẻ ngang mới iPhone 11 thường Đầy đủ phụ kiện bao ship toàn quốc các bác nhé Các bác hay xem phim Hàn Quốc là dùng cái này hơi bị hợp đấy iPhone 11 Pro Max 64GB Đẹp keng min cao giá 13 triệu đồng đầy đủ phụ kiện bao ship toàn quốc cho các bác nhé iPhone 11 Pro Max đây Còn mấy cây này là bản 99% hai cây xanh và hai cây gold các bác nhé Đấy, Giá chỉ 13 triệu 500 đầy đủ phụ kiện bao ship toàn quốc các bác nhé Còn ba cây đẹp keng đây hai cây xanh và một cây vàng gold Hàng này là hàng đẹp keng các bác nhé Giá 14 triệu 500 đầy đủ phụ kiện bao ship toàn quốc các bác nhé. Đấy, hàng 99 này rất là rẻ các bác ạ. 12 Pro Max nguyên zin nguyên bản nguyên áp luôn các bác nhé. Giá chỉ từ 17 triệu 500 000 đồng các bác nhé. Rất là ok luôn. Đấy, 17 triệu 500. Giá từ 17 triệu 500 nhé. Em báo luôn nhé. Còn cây pin à, 91 là 18 triệu đồng Các bác đang xem chương trình bên em mà chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh Và nút chuông bên cạnh để hàng ngày em lên những sản phẩm Các bác ưng ý sản phẩm nào thì Ano trực tiếp cho em sản phẩm đó Còn những bác đăng ký kênh em rồi thì có thể cho em một nút like để em có động lực săn tìm những hàng chất lượng về cho các bác nhé Rồi ba siêu phẩm của nhà sung đây Rồi nhà em rất nhiều là nhà táo các bác nhé trồng được có ba cây sung như các bác đây nốt chín màu cà phê màu này rất là sang trọng đàn ông dùng cây này đê mê luôn các bạn cây này là màu titan các bác nhé bền vững chắc luôn vững kiểu luôn còn con này là iphone samsung à quên lại samsung s 20 mươi fe màu phấn hồng rất là đẹp cây này tặng vợ thì tuyệt vời luôn Đấy. À mà xin được tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.